Hello, hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh chia sẻ kiến thức của AP Academy Và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để có thể dựng được cái hệ mái ngói ở trong Skep Làm sao cho nó thực tế như này Thì đầu tiên mọi người muốn dựng hệ mái ngói nhé Thì mọi người sẽ cài cho mình hai thứ Thứ nhất là mọi người sẽ cài cho mình một cái plugin Nó có tên là Zoro 2 Plugin này nó sẽ có đuôi là RBZ nhé Và ở đây thì mọi người sẽ vào Skep này Mọi người tích chọn cho mình cái phần là Extension Manager Mọi người tích vào phần lựa chọn là Install Extension nhé Sau đó mọi người dẫn những cái thư mục đó Chọn Plugin và ấn Open Thì đã cài xong Cái thứ hai là mọi người sẽ load cho mình cái file thư viện của Profile Builder 3 Là file này Đấy và mọi người tích giữ chuột trái này Mọi người ném trực tiếp vào cái bài đang làm Sau đó mọi người chuột phải Mọi người chọn Explode nhé Để phá đối tượng ra thì như vậy là mọi người đã chuẩn bị xong Bây giờ để làm phần ngói này Thứ nhất là mọi người sẽ vào trong cái phần ngói này Phần mái này Mọi người chọn cho mình các cái phần đường line ở phía bên trên Của cái phần mái nhé Đây, mọi người chọn hết cho mình các cái phần đường line như này Sau đó mọi người ấn Ctrl C để copy Và ra ngoài mọi người vào phần edit Chọn là paste in place Bây giờ mọi người sẽ dùng công cụ có tên là GHs Power 3, -3. Đây mọi người chuột phải một cái icon bất kỳ của một công cụ ở đây nhé Mọi người chọn mình cái plugin là GHS Power 3, 3 Sau khi chọn xong ấy Thì mọi người sẽ tích vào cái phần Xtrude Line Đấy thì nó sẽ biến cái phần đường line này Thành cái mặt phẳng nhé Đây mọi người tích vào phần chút Line này Sau đó tích vào cạnh này Chọn hướng này Và tích một đoạn để đánh dấu mặt phẳng như này Và mình group lại Bây giờ để dựng phần ngói nhé, thì mọi người sẽ dùng cái công cụ Profile Builder 3, mục số 2, Open the Assembly Dialog. Mình tích vào đây nó sẽ hiện một cái giao diện như này. Thì mọi người muốn chọn phần ngói này nhé, mọi người sẽ tích vào phần hút ở đây. Sau đó, mọi người tích vào cái phần thư viện của mình, nó hiện lên dấu V màu xanh này thì mọi người tích chuột trái nhé, thì lập tức thư viện đã được lát vào đây. Bây giờ mình muốn vẽ phần ngói thì mình sẽ tích vào công cụ đầu tiên của phần Bill Accept này. Mình tích điểm dưới cùng, sau đó tích điểm bên trên của phần gói. Sau đó mọi người sẽ vào bên trong phần gói này. Mình quét chọn một hàng nhé. Mình ấn M, Control. Mình copy đối tượng. Và mình ấn số lượng, thí dụ 10 này. Thêm những xì đằng sau. Và ấn Enter. Thì lập tức mọi người đã copy được như này. Ở hướng còn lại thì mọi người cũng làm tương tự nhé. M, Control này. Mọi người copy ra như này Đó Bây giờ để cắt đi những phần thừa Của cái đối tượng ấy Thì ngay trong cái phần group này Mọi người sẽ tích chọn cho mình Công cụ đầu tiên của phần section Là tạo mặt phẳng cắt Sau đó mọi người ốp vào cái mặt phẳng Mà mọi người put từ đường line lên Ngay lúc ban đầu đã tạo Và ok Thì bây giờ mọi người thấy là Tất cả những phần ở phía sau mặt cắt thì nó đã mất rồi mình muốn cho nó mất hẳn xóa hẳn cái phần đấy đi ấy thì mình sẽ chuột phải mặt phẳng cắt nhé mọi người chọn mình là slide model at section và mọi người đợi trong giây lát để nó loát nó sẽ tự động xóa hết tất cả đối tượng ở phía sau mặt phẳng cắt này đi và mọi người nhớ là thao tác ở trong cái phần group nha sau khi xong thì mọi người chọn cái mặt phẳng cắt và mọi người ấn delete để, để xóa đi thì lập tức mọi người sẽ được cái kết quả như này đó, nó cắt qua tất cả đối tượng và rất là mượt như này. Ở phía bên kia mọi người cũng làm tương tự nha. Mọi người chọn công cụ mặt cắt này. Mọi người tích vào mặt phẳng ở đây này. Ấn OK này. Bây giờ mình sẽ chuột phải mặt phẳng cắt nhé. Mình chọn là Slide Model at Section nhé. Và mọi người đợi nó loát. Sau khi loát xong thì mình chỉ cần chọn mặt phẳng cắt và xóa đi là xong. Đó. Tiếp tục ở cái hướng bên cạnh thì cũng tương tự. Hướng bên cạnh thì nó sẽ đặc biệt hơn một chút là nó sẽ chéo như này mọi người muốn vẽ phần chéo đấy thì đầu tiên mọi người sẽ dùng lệnh h hoặc là chuột phải chọn hai mọi người ẩn mấy đối tượng đi nhé bây giờ mình sẽ vẽ một cái đoạn thẳng như này sau đó mình dùng lệnh q mình khóa mặt phẳng lại và mình quay cái này làm sao cho nó cùng với hướng đường chéo của cái mái này sau đó mọi người sẽ dùng công cụ profile builder 3 phần hai và mọi người build theo cái đường thẳng này đấy Bây giờ mình sẽ vào trong nhé Mình sẽ di chuyển đối tượng này vào Cho nó khớp này Sau đó mình sẽ vào trong Mình lại tiếp tục mình copy Như này Sau đó mình ấn là Ví dụ 20x này Đó mọi người thấy nó vừa luôn Ở đây mình thấy nó cũng khá là vừa rồi Thì mình sẽ xóa một hàng phía bên trên đi nhé Cho nó vừa khít luôn Sau đó mọi người lại Vào phần edit Chọn an 2 và chọn ôn hiện tất cả những cái phần ẩn đi như này và mọi người lại vào trong phần group này, mọi người dùng mặt cắt nhé, Đấy, dùng công cụ đầu tiên của mặt cắt này, mọi người tích vào mặt phẳng, mọi người đánh dấu trước, ấn ok, chuột phải, chọn slide model section nhé, vào người đợi trong dây lát để nó xóa hết tất cả những phần thừa đi. Sau khi xóa xong thì mọi người cần xóa mặt cắt đi cái là xong nhé, đây cũng thế mọi người tạo mặt phẳng cắt này tích vào mặt phẳng phía bên trên này ấn ok này bây giờ chuột phải mặt phẳng cắt này chọn slide model at section này cái này nó cũng tùy vào tốc độ máy của mọi người nhé tại vì nó có rất nhiều đối tượng cần phải cắt qua nên là nhanh hay chậm là tùy tốc độ máy sau khi xong mọi người xóa mặt phẳng cắt đi thì như vậy là mọi người đã có kết quả như này đó bây giờ để vẽ cái phần ngói bò phía bên trên nhé để vẽ cái phần ngói bò phía bên trên thì mọi người sẽ dùng cho mình cái công cụ Profile Builder 3 phần 2. Sau đó mọi người hút cho mình cái phần ngói bò mình đã chuẩn bị sẵn ở đây. Ví dụ ngói này. Bây giờ mọi người chỉ cần build theo cái phần cạnh ở phía bên trên thôi. Đây, à, ví dụ mình tích vào phần build nhé. Mình tích vào cạnh phía bên trên như này. Đấy. Sau đó mình nhấn cách để kết thúc lệnh này. Đây mình cũng build tương tự. Xong mọi người nhớ ẩn đi cho đỡ bị lẫn nhé. Đây mình cũng build tương tự này đấy, xong ẩn đi này, xong đây mình cũng build tương tự nhé, sau đó ẩn đi, thì mọi người được kết quả này. Bây giờ sau khi xong thì mình sẽ chọn ba cái này nhé, mình ấn M và mình di chuyển xuống bằng đúng chiều cao của cái phần mình đã đẩy lên như này, thì lập tức mọi người được cái phần ngói bò, đấy, được kết quả này. Ở phía bên đối diện thì mọi người chỉ cần dùng lệnh plugin mirror, plugin dùng để đối xứng đối tượng. Sau đó mọi người chọn cái phần ngói nhé Mọi người tích công cụ Mirror Sau đó mọi người tích ở đây Đấy, Tích lần lượt 3 điểm nằm trên mặt phẳng đối xứng này Thì lập tức mọi người được phần ngói như này Và như vậy là video của mình đã hướng dẫn mọi người cách để tạo phần máy ngói cho nó giống thực tế Cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn lại mọi người những video tiếp theo nhé